Hello tất cả các bạn, lại là Sơn Đẹp đây. Thì ở với đây chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cái cast nha các bạn. Khi chúng ta hover vào đây thì nó sẽ hiện cái video ở trong, nó sẽ di chuyển nha và nó sẽ hiện cái chữ mà chúng ta tham gia. Ở đây cái sự kiện này á làm như là chúng ta muốn thì chúng ta làm cái chức năng là khi chúng ta đặt hàng hay là làm cái sự kiện gì đó. Khi chúng ta hover vào đây làm cho khách hàng thấy hứng thú hơn nha. Thì chúng ta làm cái portfolio như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một để có thể làm được video này nhé. Có thể được làm được cái card này nha. Ok. Trước hết các bạn sẽ tạo mình cái một cái dự án nha. Các bạn tạo cho mình một cái dự án. Ở đây mình sẽ tạo một cái dự án rồi. Thì ở đây á, mình sẽ có một cái project có tên là Son Dev. Tiếp tục ở trong cái project này á, có một cái folder là video. Thì mình có để cái folder video này nè ở dưới phần description, các bạn có download về và các bạn hãy test nhé và các bạn hãy sử dụng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Ở trong cái project Son Dev nè, mình gõ chữ cmd enter nhé và tiếp tục mình gõ chữ code và cách ra rồi ghi dấu chấm, bấm enter. Ok, thì ở đây á mình sẽ thực hiện thao tác là mình code trên môi trường là Visual Studio Code nhé. Ok, và tiếp tục chúng ta sẽ làm như sau. Ở trong cái project Son Dev này các bạn sẽ tạo cho mình một cái file là file index.html. Tiếp tục bạn tạo cho mình một cái file có tên là styler.css. Tiếp tục bạn sẽ tạo cho mình cái file là script.js nha. Ok. Và cái file index này các bạn sẽ cho mình như sau. Tức là enter, ghi dấu thằng của enter và ngay chỗ title là hãy link. Cái đây mình ghi là Son Dev đi, là tên website các bạn. Tiếp tục ở dưới header title đây mình sẽ cho một cái link có tên là style CSS. Ok. Tiếp tục bạn cho mình cái class có tên là cat và trong class cat này có một cái class có tên là container. Ok nha các bạn. Thì chúng ta sẽ làm một cú bút như vậy, ở ngoài là class là cat, ở trong nữa là class container. Ok nhá. Và tiếp tục chúng ta sẽ qua cái file là script, qua cái file style CSS nha. Thì chúng ta sẽ thực hiện thao tác CSS cho nó. Thì ở đây mình cứ cài một cái extension có tên là lib server để có thể chạy trên go cho hay chạy trên server nhé. Ok, thì bên đây mình sẽ chạy lên rồi. Tiếp tục nha, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác là CSS cho nó nhé. Thì tiếp tục chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết á, mình sẽ qua cái file style CSS này, chúng ta sẽ riêng một cái phông chữ. Cái phông chữ thì mình có để phần description á, các bạn copy vào paste vào đây nhé. Nếu các bạn không làm cũng được, tại vì mình là muốn làm cho chị cái phông chữ nó đẹp hơn thôi. Thì các bạn copy cái đoạn này cho mình, nếu các bạn thích thì các bạn copy cái đoạn này. Ok, và các bạn paste vào cái file style set cho mình nhé. Ok, và bạn xuống dọn ở đây, các bạn sẽ cho mình cái file là có tên là một cái selector, universal selector là bộ chọn chung nhé các bạn. Bạn ghi chữ là padding bạn cho là không. Rồi cái margin thì ở đây mình cho là không luôn. Position là portable. Tiếp tục các bạn, bạn sẽ xuống dọc đi một cái body. Trong cái body này bạn cho cái width là 100%. Và tiếp tục các bạn sẽ cho mình cái height là cái chiều cao các bạn. Thì bạn cho nó 100 VH cho mình nhé. View height, VH là view height nhé. Tiếp tục các bạn cho cái display là flat cho mình. Và bạn cho cái justify content là center. Và tiếp tục bạn cho cái align item center cho mình. Tiếp tục bạn cho cái background color thì cái màu như sau. Ok, và tiếp tục các bạn, bạn sẽ xuống dòng bạn cho mình cái bạn qua cái phông này, bạn copy cái này cho mình nhé. Nếu mà thích bạn thích thì mình copy này thôi, nếu mà không cần, nếu mà các bạn không cần phông chữ thì bạn khỏi cần làm cái phông family này nhé. Và bạn xuống dòng đây, bạn đi vào cái class có tên là cat. Class khác là class nào các bạn? Là class này các bạn. Thì chúng ta sẽ đi vào class này nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Nhất class khác này nè. Chúng ta cho cái width là 300 pixel nhé. 300 pixel. Tiếp tục bạn cho cái hay là 600 pixel đi. Cái hay là 600 pixel. Ok. Tiếp tục các bạn. Bạn sẽ cho mình cái border radius nhé. Border radius. Bạn cho nó mình là 20 pixel. Tiếp tục các bạn, bạn cho cái padding. Padding thì ở đây mình sẽ cho như sau. Padding là 15 pixel. Và tiếp tục bạn cho transition. Transition ở đây thì bạn cho là 5.5 giây đi.
Ok, và tiếp tục bạn xuống dòng và đi vào class có tên là container. Class container nhé. Và tiếp tục trong class container bạn cho cái width là cái chiều rộng á thì bạn cho nó 100%. Tiếp tục bạn cho cái height á là cái chiều cao của bạn thì bạn cho đi cũng là 100%. Tiếp tục bạn cho cái border radius thì ở đây bạn cũng cho là 10 pixel nhé. Ok, và tiếp tục các bạn bạn xuống dưới đây bạn cho một cái thuộc tính là position đi. Position là relative nhé. Và bạn cho một cái thuộc tính là overflow. Khi chúng ta chèn ra ngoài thì chúng ta cho thẳng đi cái trên. Tiếp tục bạn cho cái transition ở đây thì bạn cũng cho là 0.5 giây đi. Ok, tiếp tục với các bạn. Bây giờ khi chúng ta hover vào đây, bạn qua cái file bấm Ctrl+S thì mình lưu qua cái file net nha. Thì chúng ta bố cục chúng ta như vậy, cat container thì chúng ta cứ đảo bố cục vô. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta qua cái file style set này, tiếp tục các bạn mình cho đi vào class là class. Khi chúng ta hover cái class khi chúng ta hover vào thì và cái thuộc tính cái này group group selector nhé, thì chúng ta sẽ cho một cái thuộc tính nữa là class đi vào hover. Khi chúng ta hover class class hover nhé, và chúng ta đi vào class container thì chúng ta thực hiện thao tác như sau. Thứ nhất các bạn đi vào box đầu, bạn cho là -4 pixel, -4 pixel, 1 pixel nhé, là cái màu là trắng. Bạn phải một cái bằng y như vậy mình nha. Ok, insert into này ấu nó nằm ở phía trong, bạn tự từ ngoài đổ vào trong các bạn. Ok, bạn ghi như vậy cho mình nha. Và tiếp tục các bạn sẽ xuống dọn đây, bạn sẽ bấm Ctrl S cho mình để lưu. Khi chúng ta hover vào các bạn khi chúng ta hover mà nó sẽ có cái viền này bạn bấm F11 để cho bạn nhìn dễ quan sát. Khi chúng ta hover vào các bạn không thấy cái viền ở ngoài không, thì chúng ta hover đổ từ ngoài đổ vào nhé. Ok, cái này ở ngoài, cái thẻ ngoài là cái viền ngoài là khách khách nha, còn viền ở trong là container. Ok nhá, thì chúng ta bấm như vậy rồi chúng ta bấm một cái. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Chúng ta sẽ có một cái thuộc tính nữa, chúng ta sẽ qua cái file index nhá. Trong cái file index này các bạn, trong cái file index này á chúng ta sẽ có một cái thẻ video video nhá. Video thì chúng ta sẽ thực hiện tới như sau, bạn ghi đi vào cái folder video. Tiếp tục cái folder video các bạn, mình có để phần description, các bạn có thể download về và bỏ trong cái project của các bạn nhé. Thì cái video cái folder video này các bạn thì mình có để trong cái phần description đó, các bạn download về và bỏ cái vào cái project của các bạn nhé, để các bạn có thể luyện tập nhé. Ok, ở đây mình sẽ đi vào cái folder video và đi vào video thứ hai đi. Ok, video thứ hai xong quá thì chúng ta sẽ cần video thứ ba. Tạm thời như vậy đi, video thứ hai đi nha, video thứ nhất đi thì cho nó dễ quan sát hơn nha. Ở đây mình sẽ cho cái video thứ ba luôn nè. Ok, tiếp tục tiếp tục chúng ta sẽ cho một cái class có tên là video. Tiếp tục các bạn mình cho mình một class nhá, và mình cho một cái phương thức là loop loop nhá, và kiểu là mutate. Ok, là di chuyển các bạn. Và tiếp tục bạn bạn sẽ cho mình như sau, bạn sẽ xuống giọng đây, bạn sẽ cho mình cái class có tên là content. Content tiếp tục class content này các bạn, bạn sẽ cho mình hát một. Trong cái hát một này các bạn sẽ cho mình cái class có tên là title nhé. Hát một ở đây á mình sẽ ghi là sonnet đi, thì ở đây mình ghi cái hát title gì cũng được, đi trên đây sonnet. Tiếp tục các bạn mình cho cái button, cái button ở đây á thì mình sẽ ghi là một cái class có tên là btn nhé, class có tên là btn. Ok, và chúng ta sẽ ghi là join đi, join nhé, là tham gia cái câu lạc bộ của mình hoặc là cái group của mình nhé, là ghi join. Và các bạn ghi gì cũng được, thì ở đây mình ghi là John thôi. Tiếp tục các bạn sẽ xuống dòng đây, ở dưới thẻ body nữa các bạn, ở dưới phần dưới hà đây cái body này các bạn, bạn sẽ cho mình cái một cái thẻ là script và thuộc tính là src. Chúng ta sẽ liên kết đến cái file script.js nhé, để chúng ta thực hiện cái file JavaScript các bạn, script.js. Ok, thì chúng ta đã liên kết rồi nha các bạn, liên kết với cái file script.js. Ok nha bạn. Và chúng ta qua cái file style set này nè, đây bạn sẽ cho mình có class có tên là video video nhé. Và tiếp tục bạn cho cái position, position là absolute nhé, absolute. Ok, và tiếp tục bạn cho cái chiều cao là height, là height là 100%. Tiếp tục bạn cho cái width là 100%. Ok, và tiếp tục bạn sẽ cho mình cái object fit nhé, object fit thì ở đây mình sẽ cho là cover cover cho mình. Ok, thì cái ảnh các bạn khi chúng ta cũng dùng object fit này nó sẽ cover cái ảnh chúng ta nhé. Tạm thời như vậy. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào cái class có tên là content content nhé các bạn.
Content là class nào các bạn? Chúng ta sẽ qua cái với content là class đây nè. Nó nằm trong class container nhé. Và class container lại nằm trong class khác nhé. Ok, class content là class này nha bạn. Thì chúng ta sẽ đi vào class khác đi cho các bạn dễ quan sát hơn. Nếu mà các bạn học SCSS thì nó dễ hơn. Cái này mình dùng thuần luôn nên nó khó cho khó các bạn dễ quan sát nha. Đây là cái container đi. Đi vào class khác, đi vào class container. Trong class container này nè, nó có chứa class là content. Trong class content này á, mình cho thuộc tính là width. Width là 100%. Hay á, width là 100%. Rồi cái hay, hay thì ở đây mình sẽ cho là 100% luôn. Ok, tiếp tục các bạn, bạn sẽ cho mình cái position là relative nhé. Còn display á, thì thuộc tính là display là flat cho mình. Tiếp tục các bạn, bạn cho cái flat region và column. Tiếp tục bạn cho mình cái justify content là justify content là flat end đi, flat end nằm phía nào bên trái nhá, flat end. Ok, là nó xuống đây các bạn. Ok nha, lại xuống đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ đi vào cái học tính là align to center là căn giữa, cho nó căn giữa nhá. Tiếp chúng ta cho cái background center, chúng ta sẽ xuống vào, chúng ta sẽ cho một cái background này là linear gradient. Bạn cho 180 ds. Tiếp tục bạn cho cái màu là RGB, bạn cho không một không phải không phải không phải không đây mình ghi là không đi, không không sao này không rồi nhà, không nè, không nè, không nè, và 0.5 nhá, không luôn đi, nên là 4 nha. Ok, tiếp tục cái màu thứ hai á, bạn phải về cách ra bạn ghi cho mình là 5% nhé, 5%, và bạn phải một cái bạn ghi chữ GGBA, màu GGBA nhé, green, red, blue, alpha này, ghi là 0, 0, 0, và tiếp tục bạn cho 0.6 cho mình, rồi cái màu là 80%. Ok, thì như vậy, bạn ghi như vậy cho mình nhé. Tiếp tục các bạn, bạn sẽ xuống dọn đây, xong cái phần background rồi, bây giờ chúng ta chấm cái transition nhé. Transition thì đây mình sẽ cho 0.5 giây. Tiếp tục bạn cho cái opacity là độ mờ các bạn, thì ở đây phải cho là 0 nhé. Tiếp tục bạn cho cái margin, margin top thì chúng ta sẽ cho như sau. Margin top thì bạn cho là 0 pixel đi, 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel, nằm đây, 0 pixel nhé. Ok, tạm thời như vậy. Thì chúng ta sẽ cầm anh lại chứ đã, chúng ta xíu chút xíu chúng ta sẽ hiện nó lên nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cho cái chữ này. Ok, thì chúng ta sẽ chỉnh cho cái chữ này như sau. Nhất á, mình cho cái title, đi vào class là title nhé. Class title là class nào các bạn? Class title thì nó nằm trong cái class là content. Thì chúng ta sẽ copy cái đoạn này, Ctrl C nó, và chúng ta paste đây. Ok, đi vào class khác, đi vào class container, đi vào class content đến trước class title. Và tiếp tục bạn cho cái font size thì bạn cho nó là 60 pixel. Và tiếp tục bạn cho cái text align là center như mình. Tiếp tục bạn cho text transform thì bạn cho cấp copy text slide nhé. Thì ở đây mình sẽ cho là font quay. Font quay thì mình sẽ cho nó là 300 đi. Kích thước chữ 300. Tiếp tục bạn cho cái color là màu chữ. Thì bên đây mình cho là thân FFF. Ok. Sao nó không ăn ta? Class title. Vào cái nét nè. Đi vào class. À đây đây bạn. Đây, mình đặt cái tên class sai nhé. Hình như là title. Thì class là tên, có tên là title nhé. Ok. Ở đây mình đặt tên là class title mà bên kia mình xin nét sai. Tiếp tục các bạn, mình sẽ xuống giọng đây. Chúng ta sẽ đi vào cái class, đi vào cái hẻ là btn nhé. Btn là cái bức tường các bạn. Thì chúng ta sẽ đi vào cái btn này. Ok. Trong cái btn này nó nằm đâu? Nó vẫn nằm trong class content nhé. Thì chúng ta sẽ copy cái đoạn này vô, Ctrl C nó, và chúng ta paste vào đây. Ok, và chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Thứ nhất á, mình sẽ cho cái width là cái chiều rộng, cái bottom này là 120 pixel đi. Cái height á, là cái chiều cao, thì chúng ta sẽ cho là 50 pixel. Tiếp tục bạn cho cái font size thì bên đây là cho 16 pixel. Tiếp tục bạn cho cái background color là thân FFF cho mình. Và tiếp tục bạn cho cái border radius thì bạn cho nó 1 pixel. Tiếp tục tiếp tục bạn cho cái text transform nhé. Text transform thì bạn cho nó là copy copy tail copy tail line nhé. Ok.
Và tiếp tục các bạn cho cái pointer là cái viền các bạn. Cái viền thì mình cho nó nên nhá, ẩn đi. Không cần cái viền bottom này. Nên. Ok. Và tiếp tục bạn thấy nó nhìn nó dính phim dưới quá thì chúng ta sẽ dùng margin nhá. Margin. Margin. Ok, margin ở đây á mình cho 50 pixel. Trên dưới 50 pixel, trái phải bạn cho nó là 0 nhá. Ok. 50 pixel hai đơn vị á, 50 pixel là trên dưới là 50 pixel, là top với lại bottom là 50, còn left với right trái phải á, mình cho là 0. Để cho cái cursor là pointer cho mình. Ok nha. Tạm thời như vậy, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác là chấm btn. Btn nhá, btn are hover. Btn hover. Thì chúng ta sẽ có background, cái background color, background ở trong cái con background nhá. Background là thân F2, F2 đi. F2, F2 nhá. Tạm thời như vậy. Và chúng ta đi vào class là cat. Khi chúng ta hover vào class cat nha. Hover vào class cat. Hover vào cái class cat thì chúng ta sẽ đi vào cái content này. Cái content là nó sẽ bao bọc cái class, nó sẽ bao bọc cái nội dung của chúng ta. Nó bao bọc cái nội son nét là John và cái border, nó bao bọc cái H1 và H-bottom. Ok nhá. Khi chúng ta hover vào cái hẻ cat này nè thì cái content này thì nó sẽ sao? Thì nó sẽ cho cái opacity là cho nó một lên nhá. Và cái margin top thì bạn sẽ cho nó là 30 pixel đi. Thì chúng ta sẽ quay lại cái phần này, quay phần lại đây nhá. Thì chúng ta mở ra nhá. Ok, lúc đầu á thì chúng ta cho opacity là không, là cho nó ẩn đi nhá. Và margin top thì cho nó nằm phía trên luôn. Và khi chúng ta đặt thuộc tính cho nó là hover và đi vào class content và cho cái class content này nè, opacity là một là nó hiện lên, nó sẽ hiện lên và từ bên phía top trên đây nè, margin top nó sẽ đẩy xuống là bottom là 30 pixel nhé. Ok, thì tạm thời chúng ta cái logic chúng ta như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thao tác như sau. Chúng ta sẽ qua cái file script nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm sự kiện như sau. Chúng ta sẽ vào cái file script để thực hiện thao tác là làm cái video. Khi chúng ta hover vào đây thì nó sẽ video nó sẽ chạy nhé. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Như bạn sẽ tạo cho mình cái con một cái con là cat, một cái hình là cat, chúng ta là cat, mình ghi đọc document. Nếu mà các hạt bạn thuật đơm rồi á, đơm á, bơm, đơm nha, đơm hay là document object model các bạn, thì chúng ta đi vào cái document bạn query selector, chúng ta sẽ chọn cái class có tên là cat nhé, class có tên là cat, thì chúng ta sẽ lưu vào cái query selector, chúng ta sẽ lấy cái class có tên là cat lưu vào cái biến biến khác nha. Và tiếp tục chúng ta sẽ làm như sau, ta copy, chúng ta paste vào đây, chúng ta sẽ đi vào một cái biến nữa, chúng ta sẽ chọn cái định nghĩa cái biến video, và chúng ta đi vào class là chúng ta lấy cái class là video nha và lưu vào cái biến video này tạm thời như vậy. Và chúng ta lấy cái biến khác này, ok, lấy cái biến khác chấm add add event listener là đặt cái sự kiện, thêm cái sự kiện cho nó, thì sự kiện ở đây mình sẽ thêm vào là mouse over nha, over mouse over. Và tiếp tục bạn sẽ cho mình cái mình đây á, nó sẽ chứa một cái function để thực hiện thao tác và sự kiện cho nó. Thứ nhất ở đây mình sẽ cái video video chấm play và tiếp tục các bạn bạn sẽ xuống giọng đây, bạn copy cái đoạn này cần cho c nó, bạn paste ở đây, bạn thay đổi cái video này cut này thành cái video cho mình nhé. Bạn ghi cái cut đi, bạn ghi cái cut đi, cut xong cái event là mouse, ở trên là mouse over, đây mình sẽ ghi là mouse mouse liver nhé, là hop rời khỏi nhé các bạn. Thì ở đây sẽ video đây á, mình ghi chữ là player powers powers nhé. Ok ok các bạn, không biết các bạn nhìn có thấy rõ không nè. Khi chúng ta hover vào nè thì ở trên đây đèn này hãy sáng để mình đổi cái video khác để các bạn dễ hình dung hơn nha. Ở đây mình sẽ đổi video số 1 nha để các bạn dễ hình dung hơn. Ok, chúng ta hover vào các bạn thì ở dưới trong kia là video đang chạy, các bạn xe đang chạy nè, ok nhá. Và mây đang mây bay nè. Thì chúng ta sẽ làm xong phần sự kiện này rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Thì chúng ta sẽ tạo cái sự kiện như vậy, khi chúng ta hover vào đây thì cái video nó sẽ chạy nhá. Ok, thì cơ bản đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn ở video sau nhé.